Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. 5 chỗ dựa an toàn nhất cho tuổi già. Chủ đề về những chỗ dựa an toàn nhất cho tuổi già là một trong những vấn đề đang ngày càng được xã hội quan tâm. Khi con người bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời, họ thường đối diện với nhiều thay đổi về thể chất, tinh thần và tài chính. Chính vì vậy, việc tìm kiếm và duy trì những cái chỗ dựa an toàn là điều vô cùng cần thiết để bảo quản, bảo vệ cái chất lượng cuộc sống và hạnh phúc trong tuổi già. Trong bối cảnh hiện nay, những chỗ dựa an toàn nhất cho tuổi già có thể được phân thành nhiều khía cạnh khác nhau như là gia đình, tài chính, sức khỏe, cộng đồng và yếu tố tâm lý. Mỗi một khía cạnh này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người cao tuổi cảm thấy an tâm, vững vàng và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Thứ nhất đó là gia đình, chỗ dựa, tình cảm không thể thiếu. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Gia đình luôn là được xem là chỗ dựa vững chắc nhất cho tuổi già. Không chỉ đơn giản là nơi cung cấp tình yêu thương và sự quan tâm, gia đình còn đóng vai trò là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ. Khi về già, sức khỏe yếu đi, khả năng tự lập giảm sút, việc có gia đình ở bên cạnh để chăm sóc, lắng nghe và chia sẻ sẽ trở thành yếu tố không thể thiếu. Theo truyền thống của người Việt Nam, thì việc chăm sóc cha mẹ già là bổn phận của con cái. Và điều này đã hình thành nên một giá trị văn hóa bền vững qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, với những thay đổi về lối sống và quan điểm, nhiều người già có thể không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ con cái. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, như con cái phải di cư để làm việc, sống xa nhà, hoặc do mối quan hệ gia đình không còn gần gũi như trước. Trong trường hợp này, người già có thể đối diện với cảm giác lo lắng, cô đơn, trống trải. Do đó, ngoài việc dựa vào gia đình, thì người cao tuổi cũng cần phải tìm kiếm những nguồn hỗ trợ khác để đảm bảo an toàn và sự hài lòng trong cuộc sống. Tài chính, nền tảng cho sự ổn định. Bên cạnh gia đình thì tài chính là một yếu tố quan trọng khác giúp người già cảm thấy an toàn và tự tin hơn trong cuộc sống. Một kế hoạch tài chính vững chắc trong giai đoạn trước khi nghỉ hưu sẽ giúp đảm bảo rằng họ có đủ tiền để chi trả cho các nhu cầu cơ bản như là ăn uống, nhà ở, y tế và những nhu cầu giải trí. Nhiều người lớn tuổi có xu hướng lo lắng về việc không đủ tiền để sống thoải mái khi họ không còn khả năng lao động. Chính vì thế, việc chuẩn bị tài chính từ sớm là vô cùng cần thiết. Một trong những biện pháp an toàn tài chính phổ biến là tham gia các chương trình bảo hiểm hưu trí hoặc là tiết kiệm khi còn trẻ. Các khoản tiết kiệm này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho bản thân, mà còn giúp người cao tuổi tự tin hơn khi không phải phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của con cái hay là xã hội. Bên cạnh đó thì sự phát triển của các hình thức đầu tư như bất động sản, chứng khoán cũng mang lại cơ hội tăng thu nhập cho người cao tuổi nếu họ có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải ai cũng có thể đảm bảo một nền tảng tài chính vững vàng khi về già. Những người không có đủ điều kiện tài chính hoặc không có sự chuẩn bị từ sớm có thể phải đối diện với những khó khăn về chi phí sinh hoạt và chăm sóc y tế. Trong những trường hợp này, các chương trình hỗ trợ từ nhà nước, tổ chức phi chính phủ hay cộng đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người cao tuổi vượt qua khó khăn. Sức khỏe, yếu tố then chốt cho sự an toàn. Sức khỏe là một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Không ai có thể phủ nhận rằng khi về già, sức khỏe suy giảm và việc duy trì một chế độ chăm sóc sức khỏe hợp lý trở nên vô cùng quan trọng. Những chỗ dựa an toàn cho người già không thể thiếu các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng, từ khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe định kỳ đến chăm sóc tại nhà. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất đối với người cao tuổi là việc họ phải đối diện với nhiều loại bệnh mãn tính như là cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch hay bệnh xương khớp,
Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động tiêu cực đến tinh thần của họ. Do đó, việc tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao là một trong những yếu tố giúp họ cảm thấy an toàn và an tâm hơn. Ngoài ra, việc duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, thường xuyên vận động cũng giúp cái người già duy trì sức khỏe. Các chương trình tập luyện thể dục, yoga dành riêng cho người cao tuổi kết hợp với các buổi khám định kỳ sẽ giúp người già giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và giữ được tinh thần thoải mái. Cộng đồng, sự gắn kết và chia sẻ. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Cộng đồng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người cao tuổi. Việc duy trì mối quan hệ với hàng xóm, bạn bè hay tham gia vào các hoạt động cộng đồng sẽ giúp họ cảm thấy mình vẫn có giá trị và không bị lãng quên. Trong nhiều trường hợp, sự cô đơn và tách biệt khỏi xã hội là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trầm cảm ở người cao tuổi. Do đó, việc có một cộng đồng gắn kết nơi người già có thể tham gia các hoạt động tập thể, chia sẻ kinh nghiệm sống, gặp gỡ bạn bè, đồng trang lứa sẽ giúp họ cảm thấy yêu đời và vui vẻ hơn. Nhiều địa phương hiện nay đã tổ chức các câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt dành riêng cho người cao tuổi, nơi họ có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ. Những hoạt động này không chỉ giúp họ rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để giao lưu, kết nối với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người khác cũng giúp người cao tuổi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Yếu tố tâm lý, sự an toàn tinh thần. Cuối cùng, sự an toàn tinh thần là một yếu tố không thể thiếu khi nói về chỗ dựa an toàn nhất cho người cao tuổi. Người cao tuổi thường phải đối diện với nhiều nỗi lo âu về sự cô đơn, bệnh tật, mất mát bạn bè, người thân. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe tâm lý như là trầm cảm, lo âu. Chính vì vậy, việc có một tinh thần lạc quan, tích cực sẽ giúp họ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Những người già có đời sống tinh thần phong phú, thường xuyên được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, gia đình sẽ có xu hướng sống lạc quan và hạnh phúc hơn. Họ không chỉ cảm thấy bản thân có giá trị mà còn nhận được sự động viên, chia sẻ từ những người xung quanh. Ngoài ra, các cái liệu pháp tâm lý, sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người già duy trì tinh thần khỏe mạnh. Tuổi già là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Và việc đảm bảo chỗ dựa an toàn cho giai đoạn này là điều vô cùng cần thiết. Gia đình, tài chính, sức khỏe, cộng đồng và tinh thần đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người cao tuổi cảm thấy an toàn, an tâm và sống một cuộc đời ý nghĩa. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi còn trẻ cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, xã hội sẽ giúp người già vượt qua thử thách của cuộc sống, hướng đến một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.